Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại đến với tựa game Raider World. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy một con Raider event mới, đó chính là con Black Raid. Đấy thì anh em nào xem video trước của mình thì biết là mình đã cố gắng lấy được con đó và thất bại anh em ạ. Nhưng mà hơn một cái là có nhiều anh em trong Discord giúp mình nên là mình đã lấy được con Raid rồi. Đấy. Rồi thì làm sao để lấy được cái con đó thì đầu tiên anh em cần đó chính là hai cái trang bị để em có thể nhận bắt đầu được nhiệm vụ của nó. Đó chính là cái No Helmet và cái Claw Leader này. Đấy. Thì cái nào thì đầu tiên nhá, khi em mới vào game em nhập cái code gửi này. Cái code này sẽ cho anh em ba cái DF. Đấy, ba DF này. Thì sau khi em có ba DF rồi nên sẽ vào gym nhá. Em vào gym. Đây em vào gym xem là chỗ Diamond Expert này này, nói chuyện với nó. Đây em sẽ mua được cái No Helmet, đây là cái món đầu tiên. Rồi, đó là một món. Rồi cái món tiếp theo chính là cái găng tay này, cái găng tay. Đây, cái găng tay này anh em lấy một cách nào? Là anh em đánh Odin nhé anh em. Em đánh Odin thì đánh Odin thì có tỷ lệ rớt được cái găng tay này. Đấy, đó là hai món cần thiết để anh em có thể lấy được cái đồ đó. Rồi sau khi mà em đủ hai món rồi, anh em sẽ đi tới cái chỗ nhiệm vụ. Thì cái chỗ nhiệm vụ ở đâu? Mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đấy. Tại vì đây là một cái map mới nên thành ra là mình sẽ bắt đầu từ cái chỗ mà lúc mà mấy anh em mới vào game anh em spam ấy. Mình sẽ bắt đầu từ chỗ đó. Rồi từ mình nhớ thì cái chỗ đó nằm chỗ nào nhỉ? Đi này. Mình nhớ là cái chỗ nhiệm vụ là nằm ở gần biển anh em ạ, gần gần biển, biển bên tay phải này. Đấy, này thấy biển không? Đấy. Rồi biển từ ra biển cái đó. Mình nhớ là gần chỗ biển. Ok, chạy ra biển này. Rồi nó sẽ có một cái cầu. Đây không có cái cổng ba cái cổng này này. Nó có ba cái cổng ngay chỗ biển nha, và cái cổng. Có chỗ này cái chỗ anh em mới đầu game xuất hiện này. Anh em quẹo qua tay phải, chạy thẳng ra phải sát cái cổng này. Đấy, lại có hàng NPC. Thì mình xin này cho anh em lấy nhiệm vụ để lấy con rỉ. Thì em đủ hai món đồ ấy thì anh em sẽ nhận được nhiệm vụ tên là The Powerful, là bắt đầu giết con rỉ. Thì để giết con rỉ này anh em cần một cái thứ để summon nó, đó chính là cái King Spear. Thì cái King Spear anh em có thể lấy được bằng cách là anh em ráp vô phần Raptor nhé. Em vào phần Raptor vô Rafting. Thì đây King Spear này, anh em cần bốn cái King Spear này để mình có thể summon được con rỉ. Đấy, và một cái King Spear thì cần 24 mảnh Rock King Spear. Thì cái Rock King Spear kiếm ở đâu? Rock King Spear là nó sẽ có tỷ lệ drop được khi mà anh em đánh mấy con quái từ mấy con boss mà từ level 40 trở lên, như đặt ví dụ là con Rhino level 40 này. Đây, để em cho xem cái Rock King Spear. Đây, cái Rock King Spear này. Đấy, anh em cần 96 cái này để ráp bốn cái King Spear để anh em hãy summon được con Raze để em đánh. Đấy. Thì anh em vô đây đánh cái con mấy con boss mà level 40 trở lên như là Rhino User này, Kai'Sa này, Faze này, em đánh Odin đây cũng được nữa. Đấy. Và vì đấy. Và điều đặc biệt mà anh em cần lưu ý đó chính là cái Broken Spear này là một cái hàng common, uncommon drop, nghĩa là nó sẽ không bao giờ drop ở trong server VIP nha anh em. Tại vì server VIP nó chỉ drop những cái thứ mà từ rare trở lên thôi. Nên là anh em farm anh em phải qua cái server thường anh em farm nhé. Mà bây giờ mà ra server thường farm phải nói là tranh nhau farm cực kỳ mỏ luôn. Đấy. Đấy anh em cố gắng nên farm farm tầm nửa tiếng một tiếng là em sẽ chắc đủ đủ đồ để em mua bốn cái King Spear. Và sau khi em có đủ bốn cái King Spear rồi anh em sẽ bắt đầu đi tới chỗ summon con Black Raid. Thì anh em bật táp cho mình nhé, anh em thấy cái chỗ treo Odin không? Đấy, em cứ đi là cái chỗ treo Odin nhé, tại cái chỗ summon con Raid là ngay cái chỗ đánh Odin luôn. Em bật táp để xong đi vô cái chỗ treo Odin này. Rồi mình cũng đi nhé. Đấy, anh em xong đây Odin đúng không? Hay có cửa đen đen đúng không? Nên đi vô. Đấy, đi vào đây. Xong rồi bấm đây summon bốn cái. Bốn cái đó, xong nên lại chạy giữa anh em đánh. Thì con Raze này là có tổng cộng là 1 triệu máu và anh em phải ghi ít nhất là 10% máu của nó chính là 100 100k đam. Thì anh em có thể lấy được nha anh em. Thì ở video trước ấy là mình đánh tầm 13 chung với 12 người khác, thành ra mình không đủ đam anh em ạ. Với là chưa kể là bị lag nữa anh em. Thì do nhiều xài chiêu nhiều quá thì sẽ bị lag ấy, nên thành ra nó sẽ không tính đam. Thì anh em mỗi lần anh em đánh người khác anh em tắt tắt cái này đi nhá. Tắt bật cái này lên, tắt cái phép của mấy người khác đi. Và đánh tầm 3 4 người thôi. Và anh em thấy xài để gây đam nhiều nhất thì anh em xài Odin. Odin là cái con rush đam nhiều nhất rồi, không nói rồi. Hoặc là Bass Survive, hoặc là mấy cái con mà kiểu sửa trụ lâu, sống thọ như là Ryuga chẳng hạn. Tại vì con cái con Raze này một một chiêu của nó là còn như là bay màu anh em ạ. Nó xài một cái anti của nó còn như là bay màu luôn. Đấy. Rồi thì đó là cách lấy Raze, còn video showcase thì mình sẽ làm vào ngày mai nhé anh em. Đấy, mình showcase mình cho anh em xem cái dạng của Raze. Đâu nhỉ? Đây. Đấy, Raze. Đấy, con này tổng cộng có 6 chiêu nhé.
nhìn thấy 4 chiêu thôi, nhưng mà có một cái chiêu, nhưng mà trong đây nó còn 6 chiêu lận, tại vì có khi mà anh em chịu chiêu rời này, em bật cái chiêu rời lên thì sẽ bật cái kiếm lên đúng không, thì khi ở dạng kiếm thì sẽ có thêm mấy cái chiêu mới nữa, nên là tổng cộng nó còn 6 chiêu nha anh em. Thì con rít này theo mình nhận xét thì không phải là một con mạnh, nó không phải là con mạnh, nó một con event chơi cho vui thôi. Tương lai thì sẽ có thêm gear nên em để dành rep với lại show rắc mình để anh em mua gear nhé anh em. Rồi video tới đây thôi, hẹn lại anh em trong video tiếp theo, xin chào và hẹn gặp lại.